Xin chào cả nhà. Cả nhà hôm nay khỏe không ạ? Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Winnie. Hôm nay em xin được giới thiệu quý vị một cái cây gimbal chống rung. Cái model là L08. Quý vị nhìn đây có thể nó ngược L08. Cái hộp rất là nhìn bảnh chai chất lượng. Và nó kéo dài được tới đây luôn, 86 cm chiều dài. Giờ chúng ta mở ra xem coi nó như thế nào nha. Đây thì trước khi Winnie mở ra thì đây nó có selfie, tự sướng và tripod luôn. Đấy, nó có một cái wired remote để cho quý vị cầm từ sử dụng, quý vị chống cái này để cái phone rồi xong quý vị từ xa điều chỉnh. Đây nó có cái cuốn sách, đây là cái máy. Nó cái cây này nhìn chất lượng lắm quý vị. Này, quý vị muốn chụp ngang chụp dọc đều được hết. Cái này kéo thẳng ra. Thì ở đây nó có cái remote. Quý vị thấy không? Mà cái remote này có lẽ là hết pin này. Em bấm nó không ấy, nó không có sáng. Thì đây là cái đầu chạc, cái lỗ chạc. Đây là cái nút để mà tắt mở. Khi mà nó cái đèn nó chớp chớp vậy đó là tức là nó đang kiếm cái signal của cái phone. Cái này cách sử dụng như thế nào thì bây giờ em xin trình bày cho quý vị biết, là em để mượn cái phone em bỏ vô cái phone của em, cài vô đây. Như thế vậy đấy, quý vị có thể đây. Còn cái chỗ này, cái chỗ là siết, quý vị muốn nó cong cỡ nào đó, cho nó đứng ra vô thì quý vị phải siết cái này lại. Còn đằng sau đây nó có một cái khóa đấy, nếu quý vị muốn nó nằm, cái phone nằm ngang, quý vị phải đẩy lên nó lóc luôn, nó sẽ không quay nữa. Hoặc là quý vị muốn đứng đẩy lên nó sẽ lóc luôn, còn không là quý vị quay theo chiều nào. Thí dụ như cái này cho những người hành trình, người ta chạy nhảy, người ta quay hành đi bộ này nọ, thì cái phone đó, nó có nằm một chỗ như vậy đó, nó cứ nằm như vậy, quý vị quay cỡ nào nó cũng đứng thẳng để cho nó khỏi có, nó giảm cái độ rung của cái tay mình. Và dưới đây nó là cái chân tripod. Quý vị phải kéo cái này hết lên. Rồi kéo cái này xuống, kéo cái chân này xuống thì nó mới là cái tripod đứng. Giờ em phải lock cái này lại. Đó, quý vị ha. Nhưng mà cái này sử dụng như thế nào? Quý vị mở cái phone ra, nó có cái phần Bluetooth. Quý vị bấm cái Bluetooth của quý vị. Rồi xong rồi nó sẽ chớp. Cái này khi quý vị gắn cục pin vô á, quý vị bấm, nó sẽ cái đèn nó sẽ chớp để mà nó lấy cái signal Bluetooth. Sau khi nó hiện cái tên của cái chân này á, bắt đầu quý vị mới bấm nó để cho nó kết nối. Sau khi nó kết nối rồi đó thì
thì mình bắt đầu mới sử dụng cái này để mà chụp hình. Để quý vị đi từ xa, quý vị để đây, quý vị bấm điều chỉnh từ xa. Chỉ có vậy thôi, thì rất là đơn giản, dễ sử dụng. Không xài nữa thì mình đẩy vô. Cái remote này nó làm một cái hơi dở, là hơi nhỏ quá, dễ bị thất lạc, dễ bị rớt mất. Xài xong đẩy vô. Đây là tất cả những cái gì về cái máy này đây, cái đầu trạc. Dạ, đến đây là chấm dứt cái video này. Có gì hẹn quý vị vào những cái video kế tiếp. Xin chào tạm biệt quý vị.